Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của series Nhân Chứng Sống. Câu chuyện mở đầu cho tập ngày hôm nay là câu chuyện mới nhất của chú người kể chuyện chia sẻ vào ngày 2 tháng 7 năm 2024. Tôi hay đi lang thang đó đây, sưu tầm những mẩu chuyện hoặc câu chuyện lạ, chỉ đơn thuần là thỏa chí tò mò và cho vui mà thôi. Có tới hàng ngàn chuyện cả trong đầu và trong bộ nhớ máy tính của tôi. Mọi người muốn nghe, tôi xin biên tập lại cho có đầu có đuôi và xin kể cho bà con nghe một câu chuyện như thế này. Câu chuyện lạ này nó xảy ra một thời gian dài, nhưng tôi có chút may mắn là được chứng kiến một phần của nó. Năm 1997, khi qua Trung Quốc, tôi có quen một anh bạn. Anh họ Dương làm công việc kinh doanh, cũng có sở thích tò mò như tôi, nhưng anh lại hơi nhát và yếu bóng vía. Nhân dịp nghỉ ngơi, anh rủ tôi về nhà anh, tôi sẽ được tha hồ xem và nghe những chuyện lạ. Thế là tôi lập tức theo anh về nhà anh. Nhà họ Dương thì ở làng Cổ Điền, Lãnh Thủy Than, thuộc Vĩnh Châu, ngay sát Nhạc Dương Hồ Nam. Nhà cũ anh thì ở làng Thị Lâu, nơi mà tôi khi lang thang ở đó cùng với anh Tân, thì anh Tân phát hiện ra một người bán dao dạo và chúng tôi cùng đuổi theo, nhưng không gặp họ mà trong một câu chuyện cũ tôi đã từng kể. Làng Cổ Điền thì có vẻ đông đúc chủ phú hơn bên Thị Lâu. Xưa thì nhà anh Dương ở Thị Lâu, nhưng sau do mảnh đất đó dữ quá thì cả gia đình anh chuyển qua Cổ Điền. Tôi đã tới cả hai ngôi làng cùng nhiều nơi quanh đó. Làng Thị Lâu thì âm u vắng vẻ hơn, nhiều nhà cổ, vườn cây, ao hồ, tuy râm mát tĩnh mịch, nhưng nơi đó cho người mới lần đầu tới một cảm giác ghê ghê, vì nhiều nơi vắng vẻ và nhiều ngôi nhà bỏ hoang, chẳng thể có ai ở. Những con đường dưới những tán cây rậm dẫn tới những ngôi nhà rất to và rộng, tuy nhiên lại bị bỏ hoang. Tôi cũng không biết tại sao họ lại bỏ hoang không ở và chuyển đi đâu. Đại gia đình anh Dương cũng có một mảnh đất rộng và một ngôi nhà rất to bỏ hoang như vậy. Tuy nhiên nó có lý do khiến gia đình anh bỏ hoang mảnh đất và ngôi nhà. Đại gia đình anh Dương thì có ông bà nội và 5 người con trai, 2 người con gái. Trong 5 người con trai thì cha anh Dương là con út. Dưới là hai cô lúc đó đang bị điên và bị nhốt ở một trại nuôi giữ người tâm thần gì đó mà tôi đã quên tên. Mảnh đất mà gia đình anh ở xưa thì nó thuộc một địa chủ. Chính xác hơn là vườn của một địa chủ, sau thì chính quyền chia cho những người lúc đó là quân nhân. Hai người bác của anh và ông nội anh Dương đều là quân nhân nên được chia lại một mảnh đất rộng ở đó. Mảnh đất đó thì chừng hơn 2.000 m², địa thế khá đẹp với một sườn thoai thoải, có cả ao cá. Ban đầu là cái ruộng, sau thì nhà anh đào thành ao, rất nhiều cây lê và táo trên đó. Căn nhà to hình chữ U và ba gian nhà của các bác và ông bà nội anh cùng gia đình anh. Giữa thì có một khoảng sân rộng. Sau lưng dãy nhà là lưng một triền núi thấp và những cây to mát mẻ nhưng u tịch và lạnh lẽo khó tả. Khi nghe tôi hỏi về giai thoại của ngôi nhà, người nhà anh tranh nhau kể. Ở đây họ nói tiếng Cám, một dân tộc trong nhiều dân tộc của Trung Quốc, nên anh Dương phải dịch lại cho tôi nghe. Đầu tiên, bác anh kể, ngày mới ở chỉ có vườn lê xung quanh với những cây lê cổ thụ rất to, sâu xia xù xì, tán rậm rạp, quả thì nhiều nhưng rất nhiều rắn. Ban đầu mọi người nghĩ là do nơi đó cao và khô hơn phía dưới nên rắn nhiều. Nhưng sau đó mọi người phát hiện ra quanh làng rất ít rắn, mà hình như chỉ mảnh đất đó có rắn thôi thì phải. Rắn rất to từ đâu về, thậm chí khi tôi tới đó đúng mùa lê, khi lên cây hái lê ăn, tôi cũng túm được một con rắn ráo dài hơn 2 mét và rất to. Ở đó họ gọi nó là rắn suẫn. Tôi chỉ bắt nó xem rồi thả lại vào bụi rậm. Khi ông bà nội anh tới đó thì hai cô anh, người thì hơn 10 tuổi, người thì hơn tí. Ban đầu các cô phát triển bình thường, không có biểu hiện gì cả. Tới khi các bác anh lần lượt lấy vợ và sinh con thì có một điều lạ là con nít cứ sinh ra được vài tuổi là có chuyện. Chuyện con gái cả nhà anh và các bác anh có tất cả 6 người con đã chết ở đó. Người nhiều tuổi nhất chỉ mới 9 tuổi, còn lại thì nhỏ hơn,
và nhỏ nhất là một chị họ anh mới sinh được vài tháng. Ông nội anh khi còn sống có kể lại là khi mới tới đó ở, đã có sẵn một ngôi nhà của địa chủ cũ xây từ xưa. Nghe nói ông địa chủ đó có rất nhiều nhà đất ở quanh làng và cả khu nhà nghỉ mát tận ngoài chân đập nước. Ban đầu ông bà nội anh ở trong căn nhà cũ đó, sau đó thì phá đi xây dựng thêm cho rộng ra. Lúc xây dựng rộng ra thì cũng là lúc có nhiều chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Ban đầu là những con chó nhà anh nuôi. Lũ chó thi nhau bị điên, từ con to tới con nhỏ, thậm chí có lúc phát điên cả đàn. Các bác anh thì nghĩ là do chúng ăn phải nọc rắn nên phát điên, và bắt đầu đi tìm bắt rắn để diệt. Rắn ít dần nhưng chó vẫn bị. Rồi tới bò, cừu, dê cũng có hiện tượng vậy, mà lại phát cả bệnh dại vào mùa đông lạnh tuyết rơi, mà thường thì gia súc hay phát bệnh dại vào mùa hè. Sau đó tới người bác dâu thứ hai của anh bắt đầu gặp chuyện. Bác dâu này của anh Dương tên là Viễn, lúc đó làm công việc trông giữ trẻ ở trường mầm non Hạ Thị ở trong thôn. Do công việc bác hay dậy sớm, vài lần từ trong bếp nấu ăn, bác nhìn ra phía ngoài thì thấy loáng thoáng có bóng người đi qua, nghĩ là người nhà dậy sớm nên bác không để ý. Tới mùa hôm lúc đó trời bắt đầu lạnh, bác tranh thủ khi nấu nước nóng buổi sáng thì hâm nóng luôn bình sữa để lát xách tới trường cho lũ trẻ. Khi để cái bình sữa ở trên chiếc bàn thấp gần phía cửa ra vào, chưa kịp cho vào chảo nước nóng cho ấm, khi quay lại lấy chiếc bình thì bác Viễn chết sững. Một người đàn bà xa lạ mặc một chiếc váy màu đỏ sậm đang thò tay lấy chiếc bình sữa. Người này đứng phía ngoài. Ở giữa sân còn có một đứa bé gái ăn mặc rất lạ với chiếc váy cầu kỳ, chỉ cỡ 15-16 tuổi. Đầu nó đội một chiếc mũ ôm vào tai, đằng trước xòe rộng. Nó đứng im giữa sân và nhìn chừng chừng vào bác. Bác nhớ lại là nó có hai con mắt đen to quá khổ và cái miệng mím lại. Nhìn nó nửa giống người, nửa giống con búp bê bằng rơm hay bằng rẻ mà trẻ em ngày đó hay chơi. Thế rồi người đàn bà kia thoát cái bỏ bình sữa đi ra sân và xách đứa nhỏ đó bay là lá ra phía cổng và thoát chốc biến vào trong đám sương mù. Bác Viễn rất sợ hãi, bác hét rất to khiến gần như cả nhà đều bật dậy chạy ra sân xem có chuyện gì. Khi nghe bác nói, mọi người không ai tin và cho rằng bác nhìn nhầm. Sau đó tới mẹ anh Dương lúc đấy mới về làm dâu. Bà kể lại một lần đang lấy củi từ vườn sau vào bếp, lúc đó là buổi chiều trời chưa tối, đang vác cây củi chợt bà thấy một đứa bé gái mặc chiếc váy trắng từ trên ngọn một cây cao trườn xuống rất từ từ như cánh diều và túm lấy cây củi mà mẹ anh đang vác. Mẹ anh sợ quá vứt cây củi bỏ chạy vào nhà mà chẳng kêu được tiếng nào. Ông bà nội anh Dương thì cũng một vài phen. Có một lần buổi tối, khi ngồi dưới gốc cây lê to bên trái căn nhà uống trà trên một chiếc ghế gỗ, khi rót trà ra ly chờ nguội, ông đưa ly lên miệng uống thì trong ly chẳng có gì. Cứ nghĩ là mình rót nhầm, ông lại rót ly nữa, rồi nâng cái ly lên lại nhẹ bẫng. Tưởng là cái ly bị vỡ hay bị thủng, ông quỳ xuống thì lạ thay nó vẫn nguyên nhưng không có nước trà trong đó. Ông nhìn quanh thì không có ai, nhưng đột nhiên có tiếng cười nho nhỏ phát ra từ trên cành cây. Có một đứa con gái thò đầu xuống, người nó nhỏ và dài như một con chăn. Hoảng quá, ông nội anh chạy vào sân thét gọi con cháu. Mọi người chạy túa ra xem thì chẳng thấy gì. Cái ly thì vẫn còn nước, một thứ nước gì đó lạnh chứ không phải là trà. Bà nội anh Dương thì có một lần, khi đó anh Dương đã được vài tuổi. Bác cả anh sinh con thứ hai là một người con gái. Một hôm bà nội anh vừa ngồi nướng bánh vừa trông người cháu gái lúc đó mới vài tháng tuổi. Bỗng dưng bà anh thấy có một người đàn bà đen sì đứng phía ngoài cửa sổ, thò hai cái tay rất dài vào chỗ cái nôi nơi người cháu đó đang nằm và bế đứa cháu đó lên. Dù giật mình và rất sợ nhưng bà cũng hét ầm lên. Bác trai và ông nội anh chạy về thì chẳng có gì cả. Nhưng tới đêm hôm đó, người chị họ này khóc ngằn ngặt, dỗ mãi không được. Tới gần sáng thấy im im không khóc, bác anh tưởng là chị ngủ rồi. Ai ngờ tới sáng xem lại thì đã chết. Người tím tái đen thui, chẳng ai biết lý do tại sao. Trong những câu chuyện của những người anh chị em họ hàng của anh Dương khi ở cái mảnh đất đó, thì có cái chết của một người anh họ anh
khi mất mới 9 tuổi là lạ nhất. Người anh họ này là con bác cả anh Dương, khôi ngô lanh lợi, học hành cũng giỏi. Lúc đó thì phía cạnh đất nhà anh Dương, hợp tác xã thôn có làm một cái trại nuôi gà, khoét đất làm tường, như kiểu là trình tường của ta ngày xưa làm. Một lần chỗ đất đó bị khoét đổ sập xuống, có hai nông dân bị đè chết bên dưới. Người anh họ anh Dương lúc đó hay sang bên phía trại gà chơi. Có đôi lần khi về có kể lại, có một cô bạn gái nho nhỏ hay cho đồ ăn và rủ chơi cùng. Có lần người anh này trèo tuốt lên tận một ngọn cây rất cao, đứng ở trên đó nhưng không ngã và cũng không xuống được. Cha anh Dương và một bác nữa phải trèo lên đó đưa xuống. Khi hỏi tại sao lên đó, anh này nói cô bạn kia đưa anh lên. Rồi một hôm, suốt từ buổi trưa cho tới gần tối, mọi người không tìm thấy người anh họ này đâu, nên vội tòa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Chỉ còn mỗi cái ao. Ban đầu nó là cái điểm trũng xuống, ông nội anh cùng các bác đào thành ao nuôi cá. Khi xuống ao đó mò tìm thì thấy người anh này ở dưới đó. Anh bị đuổi nước, nhưng không bình thường ở chỗ, khi xuống vớt xác anh, người ta thấy anh này đứng thẳng như trên cạn và chìm dưới nước như kiểu một cây cột. Và người anh em họ hàng của anh Dương cũng mất lúc nhỏ mà chẳng có bệnh tật gì, nên bác cả anh khi đó là bộ đội không quân, đóng quân ở Hồ Nam. Do ra ngoài và có va chạm nhiều nên cũng nghe lời nhiều người nói, mới quyết định là đi xem lại phong thủy xem sao. Khi bác cả anh đi nhờ thầy coi lại thì sững sờ trước thông tin, do một người thầy phong thủy lúc đó nghe nói rất giỏi, nói rằng mảnh đất nhà anh đang ở đã bị trấn yểm gì đó, do ông địa chủ cũ đã trấn yểm. Thường thì ngày xưa người ta hay dùng thuật trấn yểm để một là chôn giấu của cải vàng bạc, hai là để giữ đất đai, ba là để trấn giữ tà ma xâm phạm. Mảnh đất nhà anh ở rơi vào trường hợp thứ nhất, đó là trấn giữ của cải. Ông địa chủ xưa đã chôn giấu gì ở đó nên dùng thuật trấn giữ để yểm. Tôi từng nghe kể rất nhiều về những thuật yểm này của người Trung Quốc. Một là chôn sống người con gái mười mấy tuổi khi chưa dậy thì, những thầy giỏi vẫn phá được thuật này. Thứ hai cũng là thuật này, nhưng phần xác làm 8 phần, chôn theo 8 hướng của bát quái trận, thường là trấn giữ mộ tổ hay của cải quý giá, hoặc long mạch dòng họ, hoặc là củng cố vị thế uy quyền gì đó khỏi bị xâm phạm. Thuật thứ hai này rất khó phá, vì để tìm lại đủ 8 phần thân thể ghép lại rồi trấn thì rất khó. Thiếu một phần, ví dụ như đã bị đốt thành tro, thì vẫn không thể trấn thành công. Đó là tôi chỉ nghe nói vậy, chứ chưa từng nhìn thấy tận mắt bao giờ. Thế thì theo lời của thầy phong thủy kia, gia đình anh nên chuyển khỏi nơi đó, vì rất có thể cái vong giữ quẻ bắt quái kia, nó sẽ bắt đủ 8 người để thay nó, hoặc đơn giản chỉ là làm bạn với nó mà thôi. Điều lạ là khi người nhà anh Dương đi kèo xem bói thì các thầy bói dù giỏi cũng chỉ ú ớ, không thể nói hết được điều gì. Dường như năng lực của các thầy bói đều trở nên bất lực, mà chỉ có những thầy phong thủy mới phát hiện ra. Và họ cũng chỉ biết vậy, chứ không thể hóa giải hay xoay chuyển tình thế được. Họ chỉ khuyên là nên rời xa khỏi nơi đó. Một người thầy phong thủy rất giỏi còn chỉ rõ những điểm mà khi đến tận nơi, chính tôi cũng nhìn thấy và khá hoang mang. Đó là 8 cây lê rất to trong cả một vạt rộng. Có những cây thuộc đất nhà anh, có những cây lại thuộc đất nhà người khác, và có những cây khi xưa bị hợp tác xã đã chặt phá để làm trại nuôi gà. Chính ở gần chỗ mà sau họ đào đất và bị sạt đè chết hai người xã viên khi xưa. Cuối cùng, khi ông bà nội anh mất, bác cả nhà anh thay ông bà đứng lên quyết định chuyển nhà khỏi nơi đó sang làng bên, tránh xa mảnh đất đó. Câu chuyện của nhà anh Dương khi đó khá nổi tiếng ở làng, nên mảnh đất đó có cho cũng chẳng ai dám lấy. Thậm chí những nhà xung quanh có dính tới những cây lê cổ thụ, cũng một là cắt bỏ phần đất, hai là cũng bỏ đi như nhà anh. Và nhà họ có xảy ra chuyện gì không thì tôi cũng không được biết. Nghe anh Dương và một người trong gia đình anh nói, tôi cũng có tới tận nơi nhòm ngó chui rúc trong cái giải đất đấy. Và cả cái trại gà sau bỏ hoang, giờ cây rậm cứ như rừng. Đúng là bằng mắt thường, tôi cũng cảm thấy những gốc lê cổ thụ đó,
Nó được trồng theo một cái hình có chủ ý, chứ không đơn giản là hàng lối. Nó gần như là hình bát giác thật. Và nếu bây giờ có thả flycam lên và kiểm tra xem thì chắc có lẽ sẽ thấy rõ hơn. Tới giờ tôi nghe nói nơi này vẫn bỏ không. Có một trường học gần đó muốn mở rộng không gian học chơi cho trường nên đã mua lại nhà anh Dương Chính Đắc, đã vừa bán vừa tặng một nửa. Nhà trường đã thi công cải tạo thêm một số hạng mục như sân bóng, bể bơi công viên. Khi máy đào bể bơi phá một cây to thì có phát hiện một chiếc chum đất nung cao và dài. Trong đó không còn gì, chỉ còn thứ gì đó như tro và muối. Một cây khác phía đất hàng xóm thì bị sét đánh vài năm trước. Có một hai vụ chết đuối xảy ra ở bể bơi nên hiện tại trường không còn dùng cái bể bơi đấy. Còn người dân quanh đó thỉnh thoảng có kể, vẫn thỉnh thoảng thấy một đoàn khiêng kiệu khi thì từ đó bay ra đập nước, khi thì từ đập nước bay về. Từ đó ra đập nước khoảng gần cây số. Xưa từ con đường mòn nhỏ cắt qua, nay con đường đã làm lớn. Nghe nói đất nhà ông địa chủ tới tận đập nước. Có một gia đình 7 người ở gần đập nước đã bị chết vì đuối nước. Đó là thông tin tôi nghe từ năm 2017. Còn tới nay thì không rõ ra sao. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, hiện tại các bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Audio Đêm Khuya của MC Sở Nguyên. Nếu các bạn nghe nội dung này trên một kênh nào khác thì đấy là kênh ăn cắp lại nội dung từ kênh truyện Audio Đêm Khuya. Vì vậy các bạn vui lòng report và báo với MC Sở Nguyên để có những biện pháp bảo vệ cho kênh truyện Audio Đêm Khuya. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo. Liên quan tới câu chuyện mà chú người kể chuyện có nhắc tới về những người bán dao dạo, thì chú có chia sẻ lại như thế này. Tôi nhớ chính xác là vào tầm tháng 3 âm lịch. Hôm đó là Tết Thanh Minh năm 1997 của người Trung Quốc. Khi đấy tôi đang ở Lãnh Thủy Than, Vĩnh Châu, nơi tiếp giáp với Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Vào buổi chiều muộn, khi tôi đang ngồi câu cá ở bên hồ Lâu Các thì anh Tân, một người anh đáng kính, đã chạy ra gọi tôi. Mau theo anh. Thế là anh chở tôi trên chiếc xe đạp khung sườn ngang cao nghêu, có cái chuông to bằng nửa quả dừa đằng trước mà người dân ở đó hay dùng, chạy dọc theo con đường làng thị lâu. Lúc đó trời gần tối và thấy anh rất vội vàng, có vẻ như tìm kiếm ai, nên tôi không dám hỏi anh câu nào, chỉ quẳng cái cần câu vào cái bụi cây liễu rồi lên xe anh chở. Hai anh em cứ đèo nhau chạy ra tận chân đập là hết bìa làng. Anh chỉ nháo nhác tìm kiếm cái gì đó, chứ chúng tôi không biết hỏi ai, do dân ở đó nói tiếng Cám, một thứ ngôn ngữ địa phương của họ mà chúng tôi không hiểu nhiều lắm. Cuối cùng tới gần cả cây số, hai anh em dừng lại khi ánh nắng đã tắt hẳn và con đường vắt qua cánh đồng mờ mịt vào thung lũng chẳng còn bóng người nào. Tới lúc đó tôi mới hỏi anh. Anh tìm gì thế? Anh vừa nghe nói có người bán dao đi qua làng, chạy ra gọi em cùng đuổi theo, tiếc quá không gặp họ rồi. Thú thật, lúc đó tôi lần đầu nghe tới người bán dao dạo, chứ trước đó chỉ nghe tới người bán đá lửa và chỉ thêu rong, chứ chưa nghe và chưa biết tới người bán dao rong. Sau này tìm hiểu thêm từ nhiều người già, tôi biết thêm vài thông tin. Chắc có lẽ anh tôi đã từng nghe và biết những câu chuyện kỳ lạ từ những người bán dao rong này, nên anh mới vội vàng đuổi theo và kiếm tìm như vậy. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn tiếc nuối khi hôm đó chúng tôi không gặp những con người kỳ lạ đấy. Thời gian gần đây, khi mọi chuyện lạ kỳ được tung lên mạng Internet, thì những câu chuyện về những người bán dao dạo ở Trung Quốc được nhiều người trên thế giới biết tới. Còn ở tại nơi đó, ở những vùng nông thôn xa xôi, nhiều người có tuổi hẳn không còn xa lạ. Đây không phải là câu chuyện ma quỷ hay tâm linh rùng rợn gì, nhưng với cá nhân tôi, qua lời kể từ miệng những người già đáng kính, nó thật kỳ bí và lạ lùng. Tôi tiếc rằng chưa một lần được nhìn thấy những người bán dao kỳ lạ đó ngoài đời thực, hoặc thậm chí là ngôi mộ của họ. Những người già kể lại rằng những người bán dao này xuất hiện từ rất lâu đời ở Trung Quốc, nhưng gần như chẳng ai biết gốc tích họ ở đâu. Có chăng chỉ nghe qua thổ ngữ thì chỉ đoán họ là người địa phương đó, còn cụ thể là ai,
ở chỗ nào thì chịu. Nhưng người bán dao thường ăn mặc tồi tàn, gánh theo gánh dao làm bếp đi bán rong khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng hầu hết là bán xong và thu tiền ngay, thì có ở nhiều nơi, không ở riêng Trung Quốc. Nhưng những người bán dao dạo thường xuất hiện vào lúc chiều tà và thường bán dao xong không lấy tiền ngay, mà hẹn tới một thời điểm nào đó mới quay lại thu tiền, mới là điều lạ lùng mà có lẽ chỉ nơi này mới có. Đó là những người bán hàng lạ lùng và bí ẩn. Họ thường đưa ra những lời tiên tri rất ngắn gọn và cụ thể. Ai tò mò muốn hỏi thêm cũng chẳng thể có câu trả lời. Họ có khả năng tiên tri nhiều thứ, từ sự tăng giảm của giá cả tiêu dùng tới sự thịnh suy của thời thế, thậm chí tai ương sắp xảy ra cho những người dân nơi họ đi qua. Sở dĩ họ bí ẩn và kỳ lạ là những lời tiên tri của họ gần như đều đúng tới 9/10. Tuy nhiên, họ không phải là những người xem bói dạo, thầy tướng số, tử vi hay phù thủy, mà chỉ đơn giản là đi bán dao chịu. Vậy thôi, lời lãi chưa biết, không cần thu tiền ngay và hành tung bí ẩn, khiến họ trở nên bí ẩn và vô cùng lạ lùng. Ban đầu, người ta còn nghi ngờ những người này thuộc giới hắc đạo, ban ngày đi tăm tia, đợi đêm xuống hành sự trộm cướp. Thế nhưng hoàn toàn không phải vậy, chẳng có vụ trộm cướp nào xảy ra. Một người bạn già của anh Tân, tên là Trương, có kể lại, khi còn làm công an tại Chu Châu, Hồ Nam, một lần anh Trương đã cất công theo dấu một người bán dao dạo, khi vô tình gặp họ đang bán dao. Anh cùng với đồng sự đã bí mật theo dõi người bán dao đó tới vài chục cây số. Người bán dao đó đi thong dong trên đường, thỉnh thoảng lắm mới đập hai con dao vào nhau cho phát ra tiếng cùng với lời dao. Không nhìn ngang, ngó dọc, cũng không sốt ruột khi cả ngày không bán được con dao nào. Tới tối họ vào quán ăn, chỉ gọi vài cái bánh bao và xin một ống nước, rồi ra chỗ vắng vẻ hoặc dừng nghỉ đêm, ngồi thiền chứ không nằm ngủ. Họ thong dong như đang đi du ngoạn, chứ không phải là mưu sinh. Và hai lần theo dấu anh Trương đều mất dấu họ một cách bí ẩn, như họ đột ngột bốc hơi. Một lần qua khúc cua vắng vẻ, họ gần như biến mất. Một lần thì cũng ra tới cổng một ngôi làng, chỉ một con đường vắng, chẳng còn thấy bóng dáng họ đâu. Có thể là chúng tôi đã không tập trung, hoặc là đã nhìn nhầm sang người khác, chứ họ không thể là ma quỷ hay phù thủy như lời đồn đại đâu, anh Trương đã nói như vậy. Sở Cẩm bên đó từng có những hồ sơ về những con người bí ẩn làm nghề bán dao hay những vật dụng làm bếp, làm nông. Theo tôi nghe lỏm được, họ đơn giản chỉ là những người nghèo khổ lang thang từ Bắc chí Nam, khắp hang cùng ngõ hẻm. Họ không biết chữ và chỉ nhớ láng máng tên và quê quán vì đã phiêu bản. Thậm chí có người bị mù lòa. Họ lương thiện và hoàn toàn vô hại với xã hội, chỉ lần mò đổi mồ hôi lấy miếng ăn, chẳng có gia đình vợ con và cũng không có gốc tích cụ thể. Với gánh dao làm bếp nặng trĩu trên lưng, họ đi khắp ngang cùng ngõ hẻm. Có lúc giao bán, nếu người mua nghe thấy mà chạy ra mua dao, thì cuộc mua bán có thể diễn ra bình thường, là tiền trao trả múc. Nhưng khi họ không giao bán mà có người lại hỏi, thì sẽ có câu nói: tôi sẽ bán chịu cho cô, cho chị, cho bà, cho anh. Anh không sợ mất tiền à? Không, tôi không sợ. Vậy khi nào anh quay lại đây lấy tiền? Khi nào con sông này không còn chảy qua đây nữa, tôi sẽ quay lại lấy tiền. Và giá lúc đó sẽ tăng gấp 5 hoặc gấp 10 lần. Trời ạ, khi người mua nghe vậy, thì họ biết là con sông này cả ngàn năm nay nó đã chảy qua đây, để nó thay đổi dòng, họa có ngàn năm nữa. Và thế là người mua đồng ý, hoặc người bán giao chịu, nói những câu như kiểu như thế này: khi nào dòng sông này có màu đỏ như máu, tôi sẽ quay lại lấy tiền. Khi nào trong làng có con gà mái thứ ba gáy lên, tôi sẽ quay lại lấy tiền. Vào những năm xa xưa khó khăn, người dân còn nghèo và đời sống khó khăn, nên gần như bất cứ vật dụng gì của họ cũng đều mang khái niệm là gia tài. Nên một con dao làm bếp tốt cũng là một đồ vật giá trị mà chẳng phải ai cũng có như bây giờ. Người bán dao biết chữ thì chỉ cần ghi địa chỉ người mua cẩn thận vào một cuốn sổ, còn không biết chữ thì họ ghi nhớ trong đầu một cách thần kỳ.
Điều này tôi từng chứng kiến, và nó là sự bí ẩn của bộ não con người. Ông trẻ tôi là một thầy thuốc nam. Ông không hề biết chữ, nhưng ông nhớ từng bài thuốc bao nhiêu vị thuốc và số lượng, trọng lượng ra sao. Tới lúc già, ông bảo con cháu ghi lại từng bài thuốc vào 4 cuốn sổ hơn 300 trang, với hơn 200 bài thuốc, chẳng thiếu hay thừa một vị thuốc nào. Điều đó khiến tôi hoang mang về sự ghi nhớ của bộ não của ông. Những người mù cũng ghi nhớ được như vậy. Và rồi, một người muôi chịu được loan báo khắp làng xóm. Những người khác cũng kéo tới và muôi chịu. Người bán dao vui vẻ bán. Trong chốc lát thì sạch bách dao dựa, và người bán dao cũng rời đi. Một năm, rồi hai năm, người ta đã quên đi cái chuyện mua chịu con dao. Cho tới khi thiên tai ập xuống, ngọn núi đã sạt lở xuống chắn ngang con sông, khiến cho nó đổi dòng. Làng mạc phía bên kia trôi theo dòng nước lũ, nhưng bên này vẫn còn nguyên và yên ổn. Dòng sông Dương Tử đã có thời điểm cạn khô hoặc đỏ rực một màu như máu, khiến người dân vô cùng hoang mang lo sợ. Và gà mái gáy luôn là điểm gở. Một con gáy lên vài chục người biết, hai con gáy lên thì cả trăm người biết. Tới con thứ ba thì nỗi khiếp sợ bao trùm lên cả làng, cả huyện. Tai họa có khi chưa tới, nhưng ai cũng sợ hãi bởi lời nói của người bán dao chịu năm xưa. Người bán dao năm nào quay lại, người ta kinh sợ mà trả đủ tiền. Thậm chí có những người đã chuyển đi không còn ở nơi đó, đã phải quay lại đưa tiền cho người quen để nhờ họ trả cho người bán dao ngày xưa. Tại sao lại bán dao mà không phải bán thứ gì đó đáng giá hơn, khi mà một lãi năm, lãi 10 sau một hai năm? Những thứ đáng giá thì có thể người dân nghèo không đủ tiền, và nó không phải là thứ công cụ thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của họ. Và có một lý do nữa, người ta kỵ khi mua hay xin hoặc lấy một con dao của ai đó. Ngoài những lời tiên tri về thiên tai hay điềm gở báo, thì còn những tiên tri về thời thế, vận mệnh của đất nước đó. Như máu chảy đầu rơi, ly tán hợp tan, mà người bán dao chịu nói ra, thì còn những điều khác đôi khi mang những màu sắc dị đoan. Không qua kiểm chứng cụ thể nên tôi không muốn kể lại, nhưng với tôi nó cũng khá lạ lùng và khó lý giải, vì những người bán dao này không phải là những người xem bói dạo hay thầy tướng số tử vi dạo rất nhiều ở Trung Quốc. Những người bán dao chỉ thường nói ra điều họa hay phúc cho một ai đó một cách tự nhiên, và họ cũng không nhận sự báo đáp khi người kia tránh được họa tai hay gặp phúc đức. Những người bán dao chịu thì nổi tiếng trong dân gian, thậm chí trong cả văn học Trung Quốc. Họ luôn có thân phận kỳ lạ và bí ẩn. Thậm chí có người còn phân tích đó là những bậc thầy về marketing, hoặc nắm bắt về thời cơ đầu tư sinh lời, hoặc là thành viên của Thiên Cơ Các, hoặc là hậu sinh của Quỷ Cốc Tử, một nhân vật bí ẩn và rất giỏi về huyền thuật, tướng số. Một câu chuyện khác cũng xảy ra ở Trung Quốc. Đó là câu chuyện lạ lùng, chuyện về gia đình của một người bạn tôi. Anh tên là Đỗ Tử Sâm, nghĩa của tiếng Hoa là đứa con quý báu. Anh đang làm việc ở Bắc Kinh. Câu chuyện thì xảy ra ở quê hương của anh, khu Bát Đạt Lĩnh thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hơn 8 năm về trước, trong một chuyến lang thang, tôi cùng hai người bạn có ghé tận vào nơi xảy ra chuyện này, vào nhà của cha mẹ Tử Sâm thăm những người họ hàng trong gia đình anh. Nơi này giáp với bình nguyên Hoa Bắc, nhiều sườn núi và thung lũng rất đẹp. Nhà anh thì ở khu làng Nãn Di, nằm ngay bên một sườn núi thấp trải dài. Phía trước có con sông nhỏ, dân địa phương nói nó có tên là Tử Sơn, chảy ra phía đập Tiểu Lãng Để trước khi chảy vào bình nguyên Hoa Bắc. Người dân ở đây thì có nghề chính là nghề trồng bông. Ngoài ra, họ còn chăn nuôi gia súc và trồng lúa mì, lúa miến, rau củ. Nơi này mùa đông rất lạnh, tuyết rơi và nhiệt độ xuống thấp. Gia đình Tử Sâm ở đó đã mấy đời, tới anh là đời thứ 6. Một ngôi nhà cổ vừa có tường đá vừa có gỗ, lại hai tầng, mái gỗ, trông như những ngôi nhà ở vùng núi Nga ngày trước. Trước đó tôi có nghe anh Sâm kể về câu chuyện của gia đình mình và cho xem nhiều tấm hình cùng những đoạn video. Nhưng thú thật, nếu là người khác mà không phải là Tử Sâm,
Có lẽ câu chuyện này rất khó thuyết phục tôi vì rất nhiều chi tiết hoang đường và bí ẩn. Tuy nhiên, anh là một người đáng kính, chuẩn mực và rất ít nói hay tâm sự với ai. Chỉ vì có duyên nên anh mới kể cho tôi nghe, với một giọng nói gần như thì thào, cùng ánh mắt vẫn còn nét hoang mang và chút sợ hãi trong đêm. Gia đình Tử Sâm cũng như nhiều gia đình người Trung Quốc, tam đại đồng đường hay tứ đại đồng đường là hết sức bình thường. Người Trung Quốc thường thích lối sống quần tụ như vậy, nên hàng năm cứ mỗi khi Tết đến lại có những cuộc di cư khủng khiếp về quê sum họp. Người dân đi làm xa trở về quê cảm giác như cả trái đất bị lệch tâm vì dòng người và phương tiện ở Trung Quốc di cư. Cha mẹ Tử Sâm lúc câu chuyện xảy ra thì vẫn còn sống. Ông bà mất lần lượt vào năm 99 và năm 2004. Lần đầu vào năm 2006, kể câu chuyện gia đình anh với tôi, anh vẫn khá dè dặt. Nhưng sau khi biết, tôi đã vượt hàng ngàn cây số đến tận ngôi nhà quê hương của anh vào năm 2013, thắp nhang và vái cha mẹ anh. Anh rất sửng sốt và cảm động. Người Trung Quốc có gốc nhà quê thường vậy. Với họ, dường như đó là sự thịnh tình đặc biệt. Nhất là khi tôi ghé quê anh dù vẫn biết anh không có ở đó. Sau lần đó thì anh khác hẳn. Và đêm vừa rồi, anh không còn dè dặt khi kể hết câu chuyện của gia đình anh với tôi. Chi tiết nhất mà anh từng thấy bằng đôi mắt của mình. Ông bà nội anh cùng gia đình anh và những anh em cùng họ hàng anh đều sống ở khu nhà đó. Khu nào xa lắm cũng chỉ vài trăm mét, chưa tới một cây số. Đó là một ngôi làng khá cổ và cũ kỹ yên bình. Ông nội của anh có một người chị gái rồi tới ông. Dưới còn hai người em trai, tất cả đều đã mất. Chỉ còn ông và người chị gái. Người chị gái của ông nội anh, theo như ở ta thì anh phải gọi là bà Bá. Bà là một người mà như anh nói và qua vài tấm hình đen trắng anh chụp lại cho tôi xem, thì đó là một người đàn bà khá đẹp, cân đối. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà ngay cả anh cũng không biết, bà Bá đó không lập gia đình. Thời trẻ, bà học tại trường nữ sinh Hoa Cương, hình như giống như kiểu trường Đồng Khánh ở Huế của ta ngày xưa. Học xong bà lại về chăm sóc cha mẹ và các em trai, trong đó có ông nội anh. Trung Quốc thì trọng nam khinh nữ nên rất nhiều đàn bà như vậy. Học chỉ để cho có và có học là may lắm rồi. Ngày đó, nhà cụ anh nuôi rất nhiều dê và trồng bông. Do ngày xưa chưa có quy hoạch nông thôn nên mùa vụ đời sống còn nhiều khó khăn. Nơi đó thường xuyên bị lũ lụt tràn qua. Công việc chính của bà Bá anh là chăn dê. Tới khi ông nội anh lên chức ông nội, bà Bá đã già lắm rồi nhưng vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Bà cũng vẫn đi chăn dê cùng các cháu, trong đó có cả anh. Ngày ngày lùa dê đi vào những vùng hoang vắng hay bờ sông cho dê ăn. Khởi đầu cho câu chuyện kỳ lạ này, đầu tiên là từ một con dê. Nó là một con dê được đầu đàn rất to, lông dài, hùng hãn. Ban đầu thì không ai để ý. Tới khi giết nó rồi người ta mới thấy con dê này nó hơi khác với những con dê khác. Đó là loài dê sừng xoắn. Nhưng sừng con dê này nó lại như sừng bò rừng và rất dài. Tính nết thì dữ tợn, mắt luôn long sòng sọc. Mọi người từng nhìn thấy đôi mắt loài dê thì sẽ biết nó dữ hơn bất cứ loài gia súc nào, từ trâu bò, cừu, chó lợn hay lạc đà. Lần đầu tiên thấy sự lạ lùng là một người em gái của anh Đỗ Tử Sâm, tên là Liễn Hạ. Tôi cũng đã từng gặp chị này, chị giờ là giáo viên tiểu học. Buổi chiều khi đàn dê về thì phải có người hỗ trợ khi lùa chúng vào chuồng nhốt. Hôm đó mùa đông, trời khá lạnh và âm u. Khi chị Liễn Hạ chạy ra đón bầy dê về từ phía thung lũng, chị bỗng thấy có hai cái bóng. Một là bà Bá đi phía trước, phía sau mấy chục mét là một cái bóng cao hơn, đen thui, với hình dáng khá kỳ lạ. Lúc tới gần khi nhìn rõ, chị Liễn Hạ mới bật cười thích thú. Vì lúc đó còn nhỏ và chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng như ta thôi, nuôi con chó mà bỗng một ngày không ai dạy, nó bỗng biết đi như người, thì trẻ con ai chả khoái. Con dê được đầu đàn, mọi hôm hay đi đầu, hôm đó lại đi cuối. Và nó đi bằng hai chân như người, hai chân trước khuỳnh khuỳnh, mặt hơi ngửa ra. Bà Bá thấy chị Hạ cười thì quay lại nhìn. Thế là
Bà lấy gậy đập con dê thì nó không đi như vậy nữa và trở lại đi bằng bốn chân. Vài lần sau đó, thỉnh thoảng sự việc này lại tiếp diễn. Và chị Hạ còn nói với anh Sâm, anh lúc đó đang bận học, cũng bỏ sách vở buổi chiều chạy đi lùa dê, và anh cũng chứng kiến con dê đi kiểu đó cả chục lần. Mấy đứa trẻ rất thích thú, vỗ tay hò reo. Rồi tới một hôm, mẹ anh nói với cha anh, dạo này có cáo chồn gì đó về bắt gà, gà mất rất nhiều. Cha anh xem xét và thấy lạ, vì toàn mất gà con nhỏ nhỏ chứ không phải là gà to. Chuột thì nó không dám bắt vì chó rất nhiều, còn cáo chồn thì nó thường vồ cá to hơn. Rồi một lúc tầm nửa đêm gần sáng, cả nhà anh thức giấc vì tiếng la hét của bà bá. Thì ra đêm nghe tiếng gà kêu, bà bá dậy xách cây đèn ra coi. Con dê đực đang nhồm nhoàm nhai mấy con gà con như nhai cỏ. Bà thất kinh vì dê xưa nay nó ăn rất tạp, từ gỗ tới củi khô, thậm chí lá han, lá sơn hay lá ngón nó cũng không ngán. Nhưng chưa từng bao giờ ai thấy dê ăn thịt gà. Cha anh và anh bắt đầu rình đêm xem. Một lần trời mưa, đàn dê bị lùa về sớm. Sẩm tối, khi nhìn ra phía bãi nhốt dê, cha anh bỗng giật mình khi thấy con dê đực đó đi bằng hai chân, người nó ngửa ra phía sau như người bụng chửa bước đi. Ông gọi anh xách cây đèn ra, và cả hai cho con anh cùng chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc kinh dị. Con dê cứ đi như vậy tới cửa chuồng. Những con chó thấy lạ bu lại sủa. Con dê bỗng dừng lại không bước nữa và đứng im. Hai chân trước nó vắt ra sau lưng như người, và nhìn những con chó đang bu quanh nó sủa. Rồi nhanh như chớp, nó nhoài xuống, vồ lấy con chó gần nhất và nhanh chóng cắn chết con chó. Chưa dừng lại, sau khi cắn con chó đấy chết đi, nó bắt đầu ăn thịt con chó. Cha con anh vội chạy vào gọi thêm các chú ra. Mọi người cùng chạy ra và chứng kiến cảnh tượng con dê xé xác con chó và ăn như những loài thú ăn thịt ăn mồi. Điều kinh hãi hơn là nó ngồi trên hai chân và ngửa cổ nhai, chứ không đứng bốn chân. Chú anh quá sợ, chạy ra gọi phó thôn. Ông phó thôn cho dân quân vào. Do thôn bản của Trung Quốc to như cái huyện của ta, chứ không hề bé. Dân quân vào và cha anh đã nhờ họ bắn hạ con dê đấy. Tới lúc thịt con dê thì thấy cả lông gà trong bụng nó. Cha anh nghe mấy người già nói nên không dám ăn thịt con dê, mà đem ra sông vứt cho cá ăn. Có một điều lạ nữa là con dê này nó có những răng nhọn và cả răng như răng nanh. Sau đó chừng hơn một tháng, bà bá anh đi chăn dê về kể lại, có một con dê đực khác lại đứng lên, đi hai chân trong rừng, và nó không ăn cỏ, chỉ đứng nhìn bà bá chừng chừng, thở phì phì rất hung dữ. Sự việc tương tự giống con dê kia. Đêm về, con dê này lại vồ ăn gà con như ăn cỏ. Cha anh lại phải giết nó. Và mẹ anh đi hỏi những người già trong thôn, có người khuyên nên mời thầy về cúng ma. Thế nhưng chưa kịp mời thầy cúng về thì đêm hôm sau, một chuyện nữa xảy ra. Một con dê đực khác đã vồ lấy hai con dê con vừa được dê mẹ đẻ ra và ăn thịt luôn tại chỗ. Nó còn lao vào cắn cả con dê cái khốn khổ kia gần chết. Lần này to chuyện, nhà anh phải mời thầy cúng về cúng ma, cúng tế dấm dúi cho tới 2 ngày. Cuối cùng, ông thầy cúng cho biết thứ nhập vào con dê kia là quỷ. Nó đã đi rồi, nhưng phải đề phòng vì nó có thể sẽ quay lại, vì ông thầy cúng kia cũng không đủ tài để trấn được nó. Chưa rõ thực hư ra sao, vì mọi người chỉ thấy là con dê ăn thịt, và nó vẫn là con dê chứ không thay đổi hình dạng gì cả, nên mọi người khá lo lắng và hoang mang. Thế rồi họa lớn hơn ập tới. Một hôm, người ta chạy về báo cho nhà anh là bà bá đi chăn dê bị chết đuối. Cả nhà anh vội chạy ra sông. Người ta kéo được xác bà bá lên. Ai cũng nghĩ là bà đã chết rồi, họ nói mang về chuẩn bị làm đám ma. Thế nhưng lúc khiêng bà bá về, chưa tới cổng nhà, bà bỗng tỉnh lại, nôn ra cả nước lẫn bùn. Mọi người đều mừng rỡ, ai cũng nghĩ thật may mắn và bà cao số nên thoát chết. Thế nhưng sự quái gở bắt đầu từ đây. Từ lúc bị nạn xong sống lại, bà bá bỗng thay đổi tính tình. Bà không nói gì gần như cả ngày,
mắt thì luôn đảo ngang đảo dọc như tìm kiếm đồ vật gì đó, và ăn rất nhiều, vớ gì ăn đấy. Thứ bà ăn không thích thì bà nhả ra khỏi miệng và gầm lên chửi con cháu. Tới bữa ăn, có khi bà đứng lên giành cả của con cháu để ăn, rồi bà đòi con cháu mua cho bà cái áo gấm đỏ để mặc. Thường những người già thượng thọ mới mặc áo đỏ theo phong tục địa phương. Khi đó, một người anh của anh Sâm mới lấy vợ, và có lần chị dâu anh rất sợ hãi kể với cả nhà là thấy bà bá ăn cả băng vệ sinh lẫn phân của cháu nhỏ. Mà lạ là ban ngày bà thường ra khỏi nhà bỏ đi đâu, cứ về là bà lại lục tìm thức ăn và ăn bốc bằng tay. Nhưng dù không có mặt trong nhà thường xuyên, nhưng dường như bà vẫn nghe được ai đó nói xấu gì mình. Tới bữa cơm, có lúc bà không ăn, chỉ ngồi gườm gườm nhìn con cháu và lôi chuyện mọi người nói gì về bà ra để rủa. Bà rủa xả con cháu bằng những từ cay độc nhất, một điều mà trước đây chưa hề xảy ra. Vì tính bà rất hiền và cam chịu, như bao người đàn bà Trung Quốc thời đấy, suốt ngày chỉ lao động như trâu bò từ sáng tới tận đêm khuya. Từ khi đổi tính, bà không làm gì nữa, suốt ngày đi khỏi nhà mà chẳng ai biết đi đâu. Cha anh và chú anh rất nhiều lần đi theo rình thì đều bị bà nấp ở góc tường nào đó. Ngôi làng thì có đường đá và hai bên là nhà nên có rất nhiều góc khuất. Bà sổ ra và chửi rủa con cháu đi theo làm gì. Khi về tới nhà, bà chỉ tìm đồ ăn và chửi con cháu nói xấu bà. Ban đầu mọi người lạ và có cả mâu thuẫn nghi ngờ nhau đã đem chuyện nói lại với bà để bà biết. Sau họ mới vỡ lẽ ra, bà như yêu quỷ khi không có mặt ở nhà mà vẫn có thể biết ai nói gì mình. Thậm chí đêm xuống, bà còn biết ai đang nghĩ gì về mình và chửi ầm ĩ, khiến cho người mới chỉ có suy nghĩ trong đầu kia hoang mang lạnh cả sống lưng. Rồi bà không chịu tắm rửa, tóc, móng chân, móng tay mọc ra rất nhanh và như đen trở lại. Lông mày cũng đen, răng cũng mọc thêm. Vài lần cả nhà anh không chịu nổi, bán nhau mời thầy cúng. Cúng bái ở Trung Quốc và những việc liên quan tới lễ lạt tâm linh bị coi như hành động tội phạm và chính quyền có thể bỏ tù, nên cái việc cúng kiếng chỉ diễn ra trong đêm và rất kín đáo. Khi đang cúng, hai ông thầy cúng chợt nằm vật ra như trúng đạn. Một ông đổ máu mồm máu mũi, một ông thì lơ ngơ quãng đời về sau. Ông đổ máu mũi về nhà được dăm hôm thì chết trong lúc đang ngủ. Cha anh lại phải nhờ tới thôn. Thôn cho tới chục dân quân vào mới bắt trói được bà bá và đưa lên trại tâm thần Viện An để nhốt và chữa chạy. Một đêm mùa đông, cả nhà anh đang ăn cơm thì đột nhiên giật mình khi thấy bà bá đang đứng trước cửa, vẫn vóc dáng lom khom, tay chắp đít. Bà chửi rủa chúng mày không cho tao ăn, không nhớ tới tao. Khi con cháu ra mời bà vào thì bà bỏ đi thẳng ra cổng. Trước khi ra cổng còn nói ngày mai mang quần áo đỏ lên trại cho tao. Hôm sau, cha anh cùng anh với một ông chú lên trại thăm thì mới té ngửa khi biết bà đã mất tròn 3 ngày. Trại không thể thông tin về địa phương vì khi vào đây, thôn mang lên khai lý lịch tên tuổi một đằng thì bà khai lại một nẻo. Bà phủ nhận hết mọi thông tin cũ và nói thật tên bà là Chu Tiểu Miêu, ở Môn Hạp, An Huy, cách nơi đó tới tận mấy trăm cây số. Khi những người ở trại bảo trợ liên lạc về tới nơi thì địa phương kia nói là không có ai có tên như vậy, có người trùng tên thì đã chết lâu rồi. Kinh hãi và lạ lùng nhất là khi gia đình bốc xác đem về cải táng. Cái xác chỉ mới chôn được vài ngày mà đã thối rữa màu đen xịt, xương đã róc hết ra, tóc lơ thơ bạc trắng, răng trong miệng cũng rụng gần hết, nói như kiểu là một người khác. Và nếu không có vết sẹo do bà bá còn nhỏ đứng xem người ta đập đá xây nhà, bị một mảnh đá nhỏ bắn vào trán để lại vết thương chạm xương, một chiếc răng cửa bên phải bị vỡ một mảnh và mất một đốt chân do bị nhiễm trùng phải cắt bỏ, thì có lẽ người nhà anh nghĩ là nhầm xác. Tất cả đồ dùng vật dụng chôn theo thì đúng là của bà bá. Khi bốc về chôn cất, có tới 6 người rất khỏe mới khênh nổi chiếc hòm vì nó nặng một cách lạ lùng. Và khi bốc thì những người chuyên làm nghề bốc xác thì có nói là cái xác này rất lạ vì mùi thối kinh khủng và nó phân hủy ra một màu đen xì cứ như kiểu là hắc ín.
Toàn bộ câu chuyện xảy ra tôi không được chứng kiến tận mắt, nhưng nhiều tình tiết tôi được nghe từ chính người thân của nhà anh Sâm, cùng hai người hàng xóm nhà anh đã già và do chính anh Sâm kể lại. Tôi cũng đến tận ngôi nhà đó và lên ngôi mộ của bà đó để xem. Ngôi mộ chất đầy đá đen và phía cuối có đóng một chiếc cọc sắt rất sâu xuống phía dưới. Nghe anh nói và phải bới cỏ tìm kỹ mới thấy được cái cọc đấy. Tôi cũng nhìn được rất nhiều đồ vật khi còn sống bà đó thường dùng và cả hai tấm ảnh của bà. Chuyện này thì thật sự khó tin, nhưng tôi tin người trong cuộc kể lại từ miệng họ, vì anh Sâm là người đàng hoàng đàng kính nên anh chẳng dựng cứ chuyện này để dối trá lừa lọc gì một kẻ vớ vẩn như tôi. Sau này chị Liễn Hạ có đi tìm hiểu và khi biết là có người tên Tiểu Miêu mà bị chết đuối từ cả mấy chục năm rồi, thỉnh thoảng có nhập vào người này người nọ, nói là sẽ trả thù cái người không cứu. Chuyện này tôi không thấy tận mắt mà chỉ nghe chị Liễn Hạ kể lại. Còn về gia đình anh Đỗ Tử Sâm thì sau khi bà của anh mất thì gia đình yên ổn trở lại, không có vấn đề gì xảy ra. Riêng đối với cái trường hợp con dê biết đi thì bản thân tôi từng xem được trên YouTube một đoạn clip có hình con dê biết đi và ăn gà trống. Chính vì đoạn clip đấy tôi có kể cho anh Đỗ Tử Sâm và được anh Tử Sâm kể lại cho tôi nghe câu chuyện của gia đình anh. Có một điều là sau khi nghe anh Tử Sâm kể lại câu chuyện của gia đình anh thì sau đấy anh Tử Sâm có giới thiệu cho tôi một anh bạn nữa, và anh ấy còn nói là người này cũng có một câu chuyện lạ lùng nếu thật sự là anh muốn nghe. Vâng, dĩ nhiên rồi, tôi muốn nghe. Nếu như không phải là họ Độ giới thiệu, chắc có lẽ thật khó để được nghe câu chuyện của anh bạn mới. Anh này có tên cúng cơm là Vưu Tử Tiết. Một cái tên, xin lỗi, nó mang một ý nghĩa không hay lắm, thậm chí là khá kinh khủng. Đó là sự chết chóc. Họ Vưu quê gốc ở Diên Cát, Cát Lâm, gần thành Tử Sơn, nơi có con sông Đổ Môn chảy qua. Anh cũng như tôi là một người buôn bán ve chai đồng nát nên chu du khắp nhiều nơi. Tuy không cùng sở thích những câu chuyện hoang đường ma quỷ, Vưu Tử Tiết không hành nghề mà gia tộc truyền lại. Anh thật sự ghê sợ cái nghề đó và ăn chay bởi những gì anh chứng kiến từ khi còn nhỏ và bắt đầu biết suy nghĩ. Dòng họ anh có nghề giết mổ. Ở Cát Lâm, tôi nghe anh nói có khá nhiều làng thôn, người dân làng làm nghề này. Ngày xưa chưa có quy hoạch cụ thể thì rất nhiều những lò mổ tư nhân lớn bé khắp nơi, và mọi thứ như phơi ra trước mắt anh từ khi anh còn rất nhỏ. Mùi máu tanh, mùi thối nồng nặc từ các hố nước thải ở làng ám ảnh anh tới tận bây giờ. Tuy nhiên, làm công việc đó có khá nhiều lợi nhuận nên đời sống người dân khá sung túc, có nhiều nhà ăn nên làm ra và có thương hiệu trên thị trường Trung Quốc tới tận bây giờ, một thị trường rất rộng lớn và khốc liệt. Làng xóm thì khá chủ phú, sung túc hơn nhiều những nơi nông thôn khác. Nhưng theo anh, có một thứ gì đó rất là khó tả lởn vởn ở không gian nơi đó. Đấy là tử khí, âm khí. Và không hiểu thứ đó tác động gì tới con người hay không, nhưng có nhiều nơi những người làm nghề đó bỗng trở nên điên loạn và tính tình thay đổi. Có rất nhiều những câu chuyện mang màu sắc tâm linh ở nơi làng cũ của anh Vưu Tử Tiết những ngày trước đó. Như một người đàn ông không ăn đồ ăn của người mà chỉ ăn thứ cám mà người ta thường cho ngựa với lợn ăn, hay một người đàn ông bỗng hóa điên tự tay chọc tiết cả gia đình mình y như chọc tiết những con lợn, rồi mổ phanh ra phân xác y như cách người ta xẻ thịt, rồi phân loại thịt ra thịt, xương ra xương như những con lợn hay bò gà trâu ở những lò mổ. Và nhà anh dường như cũng bị những sự cố quái đản như vậy. Tuy nhiên may mắn hơn những người khác, ở một góc độ nào đó là không ai bị hóa rổ hay mổ xẻ nhau, nhưng cũng rất khủng khiếp không kém theo suy nghĩ của tôi. Tôi từng qua Cát Lâm một lần, cách này cũng tới hơn 30 năm, nhưng tôi vẫn nhớ khá rõ những hình ảnh ở Đôn Hóa gần Lục Đính Sơn, nơi mà giờ là khu du lịch tâm linh. Và lúc trời tờ mờ sáng, những lò sát sinh của hợp tác xã ngày đó
bắt đầu đụng búa khai sao. Có một thằng bé, người nó nhỏ thó. Trời tối, tôi nhìn nó tưởng là một thằng trẻ con. Nhưng khi trời sáng, nhìn rõ mặt nó, tôi mới biết nó không phải là trẻ con, rất khó đoán tuổi. Chắc cũng phải tầm chạc tuổi tôi. Nhưng nó nhỏ thó như kiểu đứa trẻ mười mấy tuổi. Có vẻ như nó có vai vế vị trí gì đó ở những nơi này thì phải. Khi những người khác đun những lò bên trên có những chảo nước sôi rất to, hay trải những tấm bạt hôi hám màu đen xì ra, hoặc là mài dao chuẩn bị những chậu, thau và sọt cần xé thành từng hàng dài, chuẩn bị chờ phân thịt những con vật ra, thì cái thằng này nó ngồi gục gặc bên cạnh một bếp lửa, cái đầu chọc và cặp mắt ti hí một mí hoang dại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa sau khi vứt điếu thuốc sâu kèn vừa hút xong. Nó mới đứng dậy, thủng thẳng điềm tĩnh bước ra chỗ hàng cọc lớn buộc những con bò. Nó mặc bộ quần áo màu đen đen, khiến tôi liên tưởng tới những thằng Pol Pot ở những trại tập trung bên Campuchia. Tôi mới tò mò xem vì không hiểu cách thức nó sẽ giết thịt những con vật kia thế nào. Khi tới gần những con bò đang bị buộc dây ở dãy cọc gỗ, tay phải nó đưa lên, lấy ống tay áo lất phất che mắt con bò, và nhanh như chớp, nó rút tay trái ra khỏi túi quần, vùng lên rất nhanh và nhẹ. Con bò đổ gục, hai người đàn ông nhanh chóng tiến tới dùng dao chọc lấy tiết. Chỉ vài giây, con bò bị nó làm gì đó đổ cành, bốn chân chỉ đạp đạp một cách yếu ớt. Cứ như vậy, nó đi tới đâu, những con bò đổ huỳnh huỵch tới đó, y như những kẻ chỉ huy hoành quyết, bắn phát nhân đạo vào đầu tử tù. Rất là ghê rợn. Xong xuôi, nó lẩn mất rất nhanh trong đám đông những người đang xúm vào mổ xẻ những cái xác. Tôi mới tò mò tìm nó bằng được để nhìn nó cho kỹ và xem nó dùng thứ vũ khí gì, thì thấy nó đang ngồi ăn một tô chào tiết. Tôi mơ men lại gần hỏi nó, thì thấy nó im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn tôi. Một người đàn bà cho biết nó bị câm điếc bẩm sinh, không nghe nói được đâu, nên đừng hỏi nó làm gì. Hóa ra vũ khí của nó là một cây búa bằng gỗ, cán rất ngắn, chỉ vừa tay cầm. Đầu búa màu đen to trừng bằng cổ chân, nó đút trong túi của cái quần lụng thụng nó mặc. Một tay che mắt con bò, tay kia nó vung búa khẩy nhẹ vào điểm giữa hai sừng con bò đúng tử huyệt. Người nó xoay lại để che không cho những con bò khác nhìn thấy hình ảnh đồng loại bị đập chết. Lạ lùng là những con bò gần như đứng yên, không chống cự hay nhảy lồng lên khi nó tới gần hành quyết như vậy. Người ta vẫn nói ngu như bò, nhưng tôi thấy khác chút. Tôi từng xem thịt bò khá nhiều ở Campuchia, và khi đồ tể tới từ xa, những con bò chuẩn bị giết đã có những biểu hiện lồng lên hay nhảy nhót rồi. Nhiều con phải rất vất vả người đồ tể mới hạ được, và người đồ tể đi tới đâu gần như lũ bò náo loạn tới đó. Ngày đó họ dùng chiếc dùi giống như cái đục của thợ mộc, rồi đục vào đầu những con bò, và cầm chiếc đục vật nghiêng ra là con bò tự đổ sụp. Sau này các lò mổ dùng cách trích điện. Nói chung là cũng ghê rợn. Đấy là chuyện ngày xưa tôi thấy họ giết bò. Quay lại với chuyện nhà anh View, nhà anh có tới 3 đời làm công việc sát sinh. Tới đời anh và các anh chị em, không ai còn sống là dám làm, trừ những người đã chết. Anh View kể, đã có những câu chuyện khủng khiếp xảy ra trong gia đình anh. Ban đầu thì công việc đó đem lại cho gia đình anh một cuộc sống khá thoải mái. Đời cụ và ông anh đều làm công việc đó, nhưng trong những tổ chức của xã hoặc thôn. Từ đời cha anh thì ông tách ra làm riêng do chính sách kinh tế có những thay đổi. Hàng ngày anh chứng kiến những cái chết của những con vật và máu ở khắp nơi, mùi tanh bốc hôi lên mù mịt xung quanh. Vì có cả thôn làm chứ không riêng gì nhà anh, nó ám ảnh và mạnh tới mức đến năm 10 tuổi anh bỗng nhiên sợ thịt, sợ cái mùi thịt sống và sợ các món liên quan tới thịt. Khi đó nơi đó lạnh và người ta ăn rất nhiều thịt. Rồi những tai họa bắt đầu đổ xuống nhà anh, với những cái chết kinh khủng. Bắt đầu từ một người chú của anh. Người chú này bị một con bò to khỏe húc khi chú anh đang chuẩn bị thịt nó. Nó giật đứt lỗ mũi và đứt cả dây buộc ở cổ, rồi xốc cặp sừng vào người chú anh, vừa chạy, lao đi, vừa lắc liên tục ra tới tận cánh đồng điền môn. Gần như cả thôn vây bắt mới hạ được nó. Thân thể của người chú khi đó gần như tan nát hết cả, lòng ruột kéo dài cả 2-3 mét, chân tay gãy gập,
Nhưng kinh khủng hơn là khi đấy chú vẫn tỉnh táo, cái đầu vẫn còn sống và nói được giữa đống thân thể bầy nhầy gãy gập. Chú luôn miệng gào người khác hãy đâm chết mình đi, giết mình đi, vì những cơn đau khủng khiếp từ những vết thương. Sự đau đớn kéo dài tới ngày hôm sau. Sau khi ông chú đó được đưa tới bệnh viện Liêu Tinh, các bác sĩ cũng phải hoang mang và bỏ tay, không hiểu sao với những vết thương và thân xác như vậy mà ông chú đó vẫn còn sống thêm mười mấy giờ, gào thét trong đau đớn. Tới người bác trên cha anh, khi đó nhà anh mổ thêm heo. Khi mổ heo, người ta thường đun một chảo nước to để đổ nước sôi cạo lông những con heo. Trước hôm bác anh chết, ông bỗng nói gở khi con cháu mời ông vào ăn cơm. Đang ngồi uống trà, ông mới nói: giờ ăn gì cũng chán, chỉ có ăn thịt người luộc tao chưa được ăn thôi. Đúng sáng hôm sau, ông bác ngã ngay vào cái chảo nước đang sôi và bị luộc tái. Tiếp đó, người con của ông bác trong vai vế gia đình thì anh Tử Tiết phải gọi bằng anh họ, nhưng người Hoa vài nơi thì lại theo nếp thằng nào đẻ trước là anh. Người anh họ này kém tuổi anh Tử Tiết. Sau khi ông bác chết được chừng hơn 2 tháng thì tới người anh này một kết cục y như người cha. Khi đun nước sôi, anh mới hỏi người anh họ: nước đủ nóng chưa? Ông anh họ mới đáp: đủ chín được cả người. Quanh quẩn sau đó tìm người múc nước sôi thì không thấy, tìm người anh họ kia không thấy đâu. Rồi bà anh gào thét ầm lên khi thấy người anh này đã nằm gọn trong cái chảo nước sôi từ lúc nào. Những cái chết gần nhau trong một gia tộc khiến cha anh nghĩ ngay tới việc trùng tang. Ông anh và cha anh đã phải cất công đi tìm thầy cúng về làm lễ. Người thầy cúng đầu tiên về xem xét mọi thứ rồi làm lễ rất cẩn thận. Nhưng trong khi đang làm lễ thì bàn thiên bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Ông thầy vẫn bình tĩnh làm lễ xong rồi ra về, nhưng vẻ mặt rất đăm chiêu. Mọi chuyện tạm yên được đúng 3 tháng tròn thì họa lớn tiếp theo tới. Ông nội anh cách đó chừng nửa tháng bỗng dở chứng chửi rủa, xa lánh con cháu. Rồi ông đòi qua ở riêng bên căn nhà người bác đã mất của anh bên cạnh. Chỉ cách nhà anh chừng vài chục bước chân và sống một mình trên lầu 2 của ngôi nhà đó. Một đêm lạnh, tuyết rơi nhiều, mọi người đều đang ngủ say thì căn nhà gác đó bốc cháy. Tới gần sáng mọi người mới biết, thổi còi và gõ kẻng báo cháy nhưng đã muộn. Căn nhà gỗ đã bị thiêu trụi và ông nội anh chết trong một tư thế rất lạ, đang quỳ giữa nhà hướng ra phía cửa vào, như kiểu quỳ lễ trước ban thờ vậy. Và có vẻ như ông đã tự gây ra cháy và không muốn chạy khỏi đám cháy đó. Lần này nữa thì cả họ nhà anh tin chắc đã bị trùng tang, nhưng mời các thầy và đi xem thì thầy nào cũng nói không phải trùng tang, nhưng do gia chủ yêu cầu họ vẫn tới cúng giải. Sau đó được gần 5 tháng, một hôm có một người lạ đi qua đường. Người này còn khá trẻ, đứng giữa cổng nhà anh nhìn vào. Thấy lạ, cha anh có đi ra đuổi. Người trẻ tuổi này quay gót lắc đầu và bước đi, sau khi nói đúng một câu: bảo con ông đến gặp tôi. Một người em anh Viu và hai người cháu đều nghe thấy câu này. Tới gần sáng đêm đó, cha anh bỗng như lên cơn hen, không thể thở nổi, như kiểu bị ai đấy bóp cổ, và ông chết rất nhanh trước sự chứng kiến của tất cả con cháu trong nhà. Ông nằm co quắp như con tôm, hộc ra rất nhiều máu. Cha anh đang hoàn toàn khỏe mạnh và không hề bị bệnh hen hay bệnh phổi gì. Gia đình đã từ chối pháp y và đem đi chôn cất. Sau đám ông 100 ngày cúng cơm thì nghe em anh và những người cháu kể lại, anh Viu khi đó đang theo học tại một trường lục quân sĩ quan, đã lặng lẽ cất công đi tìm người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi này có tên gọi là Bạch Phong Sinh, là một người chuyên coi phong thủy tướng số khá nổi tiếng, sau này chuyển lên Bắc Kinh và đã mất ở đó vào năm 2019 vì Covid. Tôi đã từng gặp con người kỳ lạ này vào năm 2013 khi qua một người quen giới thiệu. Khi anh Viu lên gặp thì Bạch Phong Sinh có nói: oan gia tương báo, ta không thể giải, chỉ có thể chỉ cho anh. Chỉ anh tự tay làm mới có thể linh nghiệm. Anh về lấy con dao của nhà anh, con dao cũ này ông anh mua được từ người bán dao dạo. Hãy lấy con dao đó đắp lò than đá
nung chảy nó đi. Nhà còn bao nhiêu đàn ông thì đốt bấy nhiêu hình nhân, cùng một nắm đậu đỏ. Hình nhân thì thế mạng cho người sống, còn đậu đỏ tượng trưng cho những con cháu, là con trai có thể sinh ra sau này. Anh về nhanh đi, phát tang xong là phải đắp lò ngay. Anh View rất hoang mang nói: Xin thưa, cha tôi vừa mất xong, chưa mãn tang. Bạch Phong Sinh mới phẩy tay nói: Về nhanh chuẩn bị phát tang nữa. Rồi quay gót đi vào phòng, không cho anh View nói thêm câu nào. Anh còn đang trên đường chưa về tới nhà thì đã nghe báo một người anh trên anh đang lái xe trên cổng một khu xây dựng, bỗng dưng xe mất lái, quẹo vào trong và bị một chiếc máy đào đất cổ bê đang lùi trên móc kéo xuống, trúng vào chiếc xe. Người ta đã phải dùng máy cắt mới lôi được cái xác ra. Anh View đã đắp lò ngay và tìm được con dao cũ. Do không biết con nào nên anh đã gom hết dao của cả nhà lại, cho vào trong lò than đá. Cái lò than cháy 7 ngày đêm cùng với đám ma của người anh đang diễn ra. Anh View nói với tôi: Thật lạ anh ạ, tôi không quá duy tâm, nhưng khi ban đêm đứng gần cái lò đang cháy đó vẫn có cảm giác lạnh rùng mình, và tiếng lửa kêu rất to phì phì ngay cả khi dừng quạt vào lò, y như tiếng những con trâu bò lượn ngựa ngày xưa bị giết kêu. Và khi di quan, trên nền sân vang lên những tiếng như kiểu loài móng guốc lộp cộp xung quanh. Rất nhiều người trong gia đình đều nghe thấy, chứ không riêng gì tôi. Câu chuyện đã qua khá lâu. Hiện tại anh View có lại hai người anh em họ hàng. Một người em ruột của anh thì bị thiểu năng không được bình thường. Một người em con nhà chú ruột hiện làm ngành xây dựng và cũng không ở quê. Anh chuyển tới sinh sống ở Thiểm Tây. Anh View lên Bắc Kinh, gia đình chỉ còn lại những người đàn bà và trẻ nhỏ. Người Trung Quốc cũng giống như ta, trai tráng có sức khỏe, kéo nhau lên thành thị. Ở quê rất vắng vẻ và chỉ toàn người già với trẻ em. Theo lời của Bạch Phong Sinh, tôi vẫn nhớ như in và khá hoang mang khi thấy nó đúng nhiều điểm. Khi tôi có may mắn được gặp và nói chuyện với người này vào năm 2013, họ Bạch có nói một câu: Nơi nào đông người quá, mất cân bằng, ắt sinh họa. Họa trước mắt và họa sau lưng, họa trên đầu và cả dưới chân. Hãy quay về nơi thôn dã, tránh xa đô thị bon chen, câu cá trồng rau, cày ruộng thì mới thấy được sự an bình. Tiếc rằng dao sắc chẳng gọt được chuôi. Họ Bạch cũng mất ở nơi đô thị khi tuổi chưa già. Chắc có lẽ do ngũ tệ tam khuyết đã trừng phạt những người giỏi đã làm lộ thiên cơ. Những câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập Nhân Chứng Sống ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like, đăng ký kênh và donate cho kênh để ủng hộ MC. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân Chứng Sống.